chùa Kim Quang ở thành phố Toronto mới được thành lập vài năm nay, với thầy trụ trì là thầy Thích Như Thanh. Dù là một ngôi chùa nhỏ chưa có mấy công, nhưng chùa Kim Quang luôn ấm tình đồng bào Phật tử Việt Nam. Thưa anh, thì tôi mới đến đây ở Canada này được 4 năm thì tôi mua cái này. Tôi đến Canada này với cái tư cách là một người tị nạn. Tị nạn về tôn giáo, về chính trị. Với Việt Nam mình cũng giống như là dân, coi như là lưu vong nội địa, không có cái chỗ để dung thân. Và tôi được cái cơ may tôi qua đến đây và mình xin được tị nạn ở lại đây. Thì ở đây không có bà con, không có thân nhân ở đây, thành thử có mình thôi. Thì cũng may cái thì được cái sự mà thương của đạo hữu Phật tử. Mà thì chúng tôi có mua cái này đó, thì đây là chỉ có Phật tử thôi, chứ không có người thân. Phật tử họ thương rồi họ xúm nhau họ giúp cho mình. Thì mua cái này thì sự đóng góp của tất cả bà con Phật tử tại Toronto cũng như những cái thành phố lân cận ở đây như là Mississauga hay là ở Brampton, ở London cũng có mà cả ở Mỹ nữa. Thành thử ra nó mới được cái ngôi chùa thế này. Và cái tâm nguyện chúng tôi cũng muốn rằng mình xây dựng cái chùa Kim Quang này cho nó nhỏ, nhưng mà chúng tôi muốn là đây nó gói ghém lại đây cái tinh thần của cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở tại đây. Nó không là của riêng ai hết. Chùa Kim Quang tọa lạc gần trung tâm của thành phố Toronto, rất tiện đường xe buýt. Thêm vào đó, hẳn phải có những lý do khác khiến nhiều Phật tử đến với chùa. Dạ, xin thưa anh là gì? Cái chùa Kim Quang này á, thì dĩ nhiên thì có những cái riêng của nó. Cái riêng của nó là tôi từ Việt Nam tôi qua. Mình chưa từng ở sinh hoạt chính thức các cái chùa đây, cho nên mình chưa biết được cái cách thức sinh hoạt của tất cả các chùa đây. Mà khi mà tôi mua cái này mới 4 năm thì anh nghĩ tôi mới 4 năm tôi mua cái này, thành thử ra cái hơi ấm Việt Nam còn nhiều lắm. Cho nên chúng tôi set up ở đây lên á, thì tất cả những cái hơi ấm ở đây nó đều thể hiện được cái không khí của Việt Nam. Anh thấy đó, từ ở ngoài đường anh đi vô là anh thấy có cái nét Việt Nam rất là nhiều. Có thể là vô chánh điện nữa là thấy chánh điện 100% là Việt Nam. Rồi ở đây thì không có ai, có một mình. Thành thử ra tôi có thời gian rất là nhiều, tôi không có đi làm ở ngoài. Và cũng không có đi cúng kính nhiều ở bên ngoài. Cho nên mình ở nhà có mình, có thời gian mình set up từ từ mình làm mọi thứ. Theo cái truyền thống của mình. Thưa anh, thì cái chùa Kim Quang đây thì cái sinh hoạt theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Thì như ở hải ngoại đó anh biết rồi, thì tất cả cộng đồng của mình rất là bận. Mình chỉ có sinh hoạt cuối tuần thôi. Thì Phật tử về rồi sinh hoạt mình một tháng thì có hai tuần mình sám hối về lại hồng sanh. Sám hối thì đầu tháng hoặc là cuối tháng, rằm mùng một đó, nửa tháng và cuối tháng. Rồi hai cái tuần kia đó là mình mình tụng kinh A Di Đà tịnh độ, và kèm theo thì có những cái tang lễ. Mình phải đi cúng linh, cúng cơm cho bà con Phật tử như bữa nay anh thấy đó. Còn nếu bữa nào mà nó không có cái cúng dòng á, thì có thời gian ra thì chúng tôi cũng có chia sẻ Phật pháp với tất cả Phật tử về đây. Đó là cái chung chung ở của chùa. Và mà cái cố định á là ngày Chủ nhật. Mình sinh hoạt từ 11 giờ tới 12 giờ. Còn cái ngoài ra thì mình phục vụ được cái tang lễ của cộng đồng như là ma chay rồi đám, thường thường các chùa ở đây cũng làm như vậy. Đó thì cái sinh hoạt của chùa nó như thế. Chùa Kim Quang đang có kế hoạch mở rộng để có thể đón thêm nhiều Phật tử, cũng như để cải thiện một vài phương diện khác. Dạ thưa anh, thì ở đây cái chùa Kim Quang này á, thì chúng tôi mua từ cái hội cựu chiến binh Canada. Thì mình lấy chìa khóa lúc
ngày 3 tháng 11 năm 2009 đã lấy cái này. Thì anh thấy rồi, thì đấy cái nó nhà có building thôi, nó không ra cái gì là cái chùa cả. Thì chúng tôi vì cái hoàn cảnh ở đây thành thử ra Phật tử thì ít, mà cái ngăn quỹ của chùa cũng có hạn đó. Thì chúng tôi đợi tới bây giờ là 8 năm rồi. Thì mình mới bắt đầu mới làm thêm cái phía trước, nới rộng ra phía trước gọi là cái tiền đường. Cái tiền đường thì cái tiền đường đó đó thì chúng tôi tính làm ra để thờ hai bên là Tiêu Diện Hộ Pháp, thờ Đức Tiêu Diện Hộ Pháp. Mà cái thường thường cái truyền thống của chùa Việt Nam mình thì thường thường hai bên đều có thờ hai vị là Tiêu Diện Hộ Pháp, mà chùa mình chưa có cái đó, nó thiếu cái đó. Thiếu cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, cái mái chùa ở ngoài nó cũng thiếu nữa. À, thì quý Phật tử họ về chùa thì họ nói giỡn giỡn cái, họ kêu con hồi nào giờ con chưa biết cái chùa này, mà đi tới đây thấy giống như cái hostel rồi, có hostel chứ không phải cái chùa. Thành thử ra chúng tôi cũng có nuôi cái tâm nguyện là mình làm sao để thực hiện cái đó. Cái thứ nhất nó thể hiện được cái nét văn hóa của Việt Nam mình, và cái thứ hai cũng đáp ứng được cái nhu cầu tín ngưỡng của bà con, như là ở chính điện mình nó chật á thì mình có thể mở cửa nó rộng ra, họ đứng ra thêm cái đồ hài. Mình lấy cái chìa khóa đây bắt đầu 3 tháng 11 năm 2009. 3 tháng 11 2009, hồi xưa tôi mua cái này là tôi mua với tính cách cá nhân của mình. Và Phật tử thương thì cho mượn tiền để down payment ở đây. Tôi mua đây với tính cách cá nhân của mình chứ không phải là hội hay là tôn giáo nào hết. Thì khi tôi mua cái này rồi á thì tôi cố gắng mời quý Phật tử ngồi lại với nhau để chúng tôi thành lập cái hội corporation để cho cái hội bất vụ lợi ở đây. Dạ, tức là tới năm khi chúng tôi thành lập được cái hội rồi, cái mình xin được cái tên của chùa rồi, mình xin được lập một cái hội bất vụ lợi rồi, thì bắt đầu mình sinh hoạt cho tới năm 2013, nửa năm 2013 thì chúng tôi mới xin được cái charity. Cái charity đó thì cái charity rất là khó khăn, chúng tôi phải nhờ đến luật sư Phan Tấn Thiện. Ông ta cũng có rất là tốt, ông cũng giúp cho chùa mình xin được cái charity. Mình chính thức là một cái chùa nó mang cái tính legal ở đây, chính thức ở đây được chính phủ công nhận mọi thứ hết. Từ năm 2009, tháng 11 2009 cho tới năm 2013 chúng tôi rất là khó khăn về cái công việc xây dựng ở đây. Tại vì mình mới mẻ cho nên không có rành đó, cho nên bị inspector của CD họ bắt rất là nhiều. Cho nên đó thì cũng nhờ là anh công ty TTL, anh Thanh Lâm á, contractor đó, ảnh cũng giúp cho chùa vừa làm, như mình cũng trả tiền cho ảnh, nhưng mà ảnh có lòng tốt với mình cho nên ảnh làm rất là nhiệt tình, và dĩ nhiên ảnh cũng lấy cái giá phải chăng thôi. Thì từ năm 2013 thì đến bây giờ á, thì chùa được miễn thuế property tax, và chính phủ cho cái đó. Rồi chúng tôi sinh hoạt tới bây giờ thì trước sau thì cũng có một mình thôi. Mình mới mẻ mới qua thành thử ra nhiều khi mình chưa có quen cái sinh hoạt ở đây, thì chúng tôi cũng cố gắng rằng mình từ từ mình sẽ hòa nhập được và mình sẽ vui vẻ hơn. Chùa Kim Quang á hả, rất là an lành. Khi mà em đến chùa Kim Quang em cảm thấy thoải mái cái tâm của mình, và nghe được thầy giảng pháp và mình được tu học thêm. Tôi là cư dân ở Ottawa, tôi sống ở Ottawa rất lâu và tôi mới chuyển đến Toronto vài năm nay. Là khi tôi đến Toronto lần đầu tiên tôi đến là tôi đến chùa Kim Quang, tôi thấy cảnh thanh tịnh và cái tâm tư của thầy tôi thích thì tôi đến, và mong mọi người hãy cố gắng đến là tham quan chùa.